Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình lại làm một cái clip ngắn để mình chia sẻ về thực phẩm bổ sung. Thì cái chủ đề hôm nay mình nói đó chính là lipo 6, đốt mỡ. Thì bây giờ ngoài thị trường anh em chắc cũng biết rồi, cũng có khá là nhiều loại lipo, nào là lipo 6 lắc, là lipo 6 rỉ, lipo 6 tim phi. Ngoài ra thì còn có lipo 6 thì tim si mạnh hơn tí, hoặc là lipo 6 mà cái hũ nó có vài cái họa tiết màu xanh xanh, thì cái tên nó mình đã quên rồi, mình không nhớ tại vì nó nhiều quá. Thì bao nhiêu đó vẫn chưa là nhiều nha mọi người. Mình có vào một cái website của lipo thì mình thấy ở trên đó còn rất là nhiều loại lipo nữa, nhưng mà bây giờ mình sẽ đưa mọi người vào đó và xem, tìm hiểu xem nó còn có những cái gì hay trong đó nữa. Thôi xin không nói nhiều đó, xin mời mọi người theo mình nha. Thì mình sẽ vào thẳng cái trang web của hãng Nutrex. Thì lipo 6 là do hãng Nutrex sản xuất nha mọi người. Thì hôm qua là mình cũng đã vào cái trang này và mình chia sẻ mọi người cái giá tiền của những cái loại này rồi, nếu mà anh em còn nhớ. Thì hôm nay mình sẽ quay lại và mình sẽ không có nói nhiều về giá tiền nữa. Thì giá tiền bây giờ nó nằm hết trên đây nè, anh em mà muốn tính thì có thể tự tính được, lấy giá này và nhân với tỷ giá bây giờ của tiền đô đổi vào tiền Việt. Và hôm nay mình nói cái điều mình muốn nói ở đây đó, đó là những cái loại lipo này nè, rất là nhiều luôn, anh em thấy không? Mình đếm thử xem coi nó có bao nhiêu là loại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 nè. Không, xin lỗi nha mọi người, mình đếm lại nha. 1, 2, 3 là 4, 5, 6 nè. 7 nè. 8 nè. 8 loại nha mọi người. Mình đếm sơ là 8 loại á. Để xem mà còn nữa hay không. À, 8 loại nha. Thì cái loại này nè, cái loại lipo 6 lắc này ấy, anh em chắc cũng đã biết rồi nha, ở ngoài thị trường Việt Nam bây giờ. Nói chung là hàng này là mình nhìn thấy là đại trà luôn á, rất là nhiều. Thì cái giá của cái loại này bây giờ thì khoảng là 500 mấy một hũ ở Việt Nam mình. Thì cái bên là cái loại này. Cái loại này thì mình thấy nó cũng giống như loại này. Và cái mặt sản phẩm thì anh em thấy không? Cũng na ná giống giống á. Nhưng mà cái loại này mình thấy hình như là nó có một cái điểm khác chút xíu, hoặc nằm đây nè anh em thấy không? Lipo 6 lắc hơn. Theo mình nghĩ thì cái loại này là dành cho nữ. Lipo 6 lắc hơ là chắc là chỉ dành riêng cho nữ. Tại vì nữ thì có một số các loại sản phẩm nó sẽ thiết kế dành riêng cho nữ, giống như Lipo Deep Hơ, nó không giống nam. Chỉ vậy thôi, còn cái loại này là cái loại mắc tiền hơn. 39 40 đô đó. Thì cái loại này á là cái loại Lipo 6 lắc mà nó mạnh hơn cái loại bên đây. Là loại này mạnh hơn nha mọi người. Xuống dưới này thì anh em thấy có một cái loại, cái loại này rất là lạ luôn. Thường thì anh em cũng biết là cái loại này ở trên là cái loại dùng để uống, nó là dạng viên nang á, mình dùng để uống. Thì nó là viên nhộng á nha, viên nhộng cho viên nang, viên nhộng á. Còn cái loại này á, đây nè, Lipo 6 Defining Gel. Đây là một cái loại lipo 6 mà dạng gel. Dạng gel là cái dạng để bôi á, để thoa. Thì theo mình nghĩ là cái loại này mình muốn giảm mỡ chỗ nào thì mình thoa chỗ đó. Thì mình suy nghĩ đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ vào thẳng nó xem coi nó có gì hay không. Nay mới biết là lipo nó có một cái dạng gel, một cái dạng, một cái cách sử dụng khác của lipo, đó là để thoa. Đây nè, mình sẽ dịch cái trang này sang tiếng Việt cho dễ hiểu. Đây nha mọi người, gel tăng cường sức mạnh tối đa, giao hàng ngay lập tức đến. Cái này nó dịch chỉ là tạm đúng thôi, chứ nó không đúng hoàn toàn nha mọi người. Có mấy từ nó dịch không có, do không có đúng lắm, thì mình đọc theo nó luôn nha. Giao hàng ngay lập tức đến các vùng mở cứng đầu thông qua công nghệ
thông qua công nghệ Tobiso. Tobiso à, cái loại này nói là bôi chứ nó không có đơn giản như là bôi lên thôi, nó có cái công nghệ của nó nữa nè. Hoạt động trên bất kỳ vùng mỡ nào bạn chọn, có nghĩa là mình muốn giảm mỡ chỗ nào thì mình bôi chỗ đó. Để mình lát mình xem lại cái giá của nó bao nhiêu, chắc là giá cũng không rẻ đâu nha mọi người. Cái loại này nó cũng có cái hay của nó. Đây giá này, $40. Wow, $40 là giá mắc đó nha. Giá mắc hơn cả Lipo 6 thường. À, để mình thoát ra. Thấy nhỏ nhỏ mà giá rất là mắc. À, tiếp đến là Liposap Keto. Không có nhiều loại quá. Thì mấy cái này mình muốn tìm hiểu, muốn biết thì phải bấm vào nó để xem nó nói cái gì. Liposap Keto, cái loại này là ở Việt Nam mình chưa có, mình chưa thấy nó xuất hiện. À, đây. Tăng trọng lượng mất B. Một số từ nó không dịch ra được. Loại này thì nó $25 thôi, nó rẻ hơn loại kia. À, cái loại này thì nó khác liên bốn sáu lắc cái chỗ là nó có thêm chữ keto, nó không biết keto là cái gì. Ngoài ra thì mọi thứ giống như cái kia, 60 viên. Thì mấy cái này là do là website của nước ngoài cho nên là mình tìm hiểu nó cũng không có được kỹ lắm nha mọi người. Mình chỉ là mình chia sẻ mọi người là ở ngoài thị trường. À, thị trường bên nước ngoài nó còn rất là nhiều loại Lipo nữa, mà những cái loại này ở Việt Nam mình nó chưa có nhập về, và mình nghĩ nó chắc cũng sẽ không bao giờ nhập về. Nếu mà nhập được thì nó nhập rồi. Rất là nhiều loại ha mọi người. Tiếp đến là Liposap Plus Diuretic. Loại này thì rẻ thôi, loại này thì nó rẻ, nó chỉ khoảng $20. À, mắc hơn cái loại Liposap đen $20. Thì cái loại này để mình nhắc qua mình xem. Nãy giờ thì chưa thấy Liposap rỉ. Để mình dịch cái này ra. Thuốc lợi tiểu đen. Đây nó dịch là thuốc lợi tiểu đen nè anh em. Để xem coi ở dưới này nó nói cái gì nha. Tiềm năng tự nhiên, khuyến mãi cùng ngày mất nước, hỗ trợ giảm thiểu lót và nâng cấp với các điều tự chính cho cân bằng khỏe. Nói chung là nó dịch có vài từ thì không dịch ra được, và nó dịch không có nghĩa nha anh em. Mình nghĩ cái loại này cũng tốt, thì không ngờ là cái hãng Nutrex này nó cho ra quá nhiều sản phẩm. Thì nói chung là Nutrex này nó chỉ mạnh về sản phẩm của nó, đó chính là đốt mỡ. Thì nói về đốt mỡ là nó là chùm rồi. Để mình ra mình kiếm sản phẩm khác. Đây là Liposap Tim Phi đây. Liposap Tim Phi. Tim Phi này thì cái loại này ở Việt Nam mình có nha mọi người. Nhưng mà ở Việt Nam mình là cái loại màu trắng. Loại màu trắng mà nó không có hột. Còn ở đây thì nó lại là màu đen. Ở đây thì nó màu đen thui mà nó có hột. Cái loại này thì anh em cũng không còn gì xa lạ. Mấy cái loại này thì chẳng qua là ở trên thôi, nó không có hình cái hộp, nó chỉ là cái ruột ở bên trong. À, và cái cuối cùng đó chính là cái hàng Liposap Plus Training dạng reward cao. Đây. Cái loại này thì Việt Nam mình chưa có, nhưng mà hiện tại bây giờ thì Nutrex ở Việt Nam mình á, Nutrex nó có một cái loại đó chính là cái loại gì mình quên nè. Bất chợt của mình không có nhớ rõ ra. À là loại Liposap Dynamic, nhớ rồi, cũng hãng Nutrex. Liposap Dynamic thì cái loại đó cũng là một cái loại reward cao, vừa reward cao mà vừa đốt mỡ luôn nha anh em. Thì đây nó cũng là một cái loại vừa đốt mỡ mà vừa là reward cao luôn nè. Mình bấm vào xem. Loại này thì gần $35. Mạng nó lót hơi chậm anh em, chờ chút xíu nha. Đây,
nhìn cái hũ thì rất là đẹp. Cái này là vị mango, vị xoài, 30 serving. Cái này không có dịch ra tiếng Việt luôn nha mọi người. Cái này thì nó không dịch ra tiếng Việt được luôn. Nói chung là những cái sản phẩm này về thông tin của nó thì hầu như không có bao nhiêu hết. Rất là ít thông tin. Thì mình chỉ tìm hiểu được bao nhiêu đây thôi. Thì có cái gì thì mình chia sẻ cái đấy nha mọi người. Anh em thông cảm nha. Thì cái lò này nó vừa là rìa cam mà vừa đốt mỡ luôn. Thì 2 trong 1. Rất là tốt. Nhưng mà giá tiền mình nghĩ chắc nếu mà ở Việt Nam mình thì giá không rẻ đâu. Như cái loại đi Lipo 6 Dynamic là khoảng 1 triệu một hũ đó. Anh em thấy giá tiền cũng khá là mắc đó nha. Thì đây là tất cả những cái dòng Lipo của hãng Nutrex. Nào giờ mình cứ nghĩ là Nutrex nó chỉ có một vài loại như hiện tại ở Việt Nam mình thôi. Nhưng mà thật ra thì khi mà vào website của nó thì thấy rất là nhiều. Thấy choáng, khá là nhiều sản phẩm. Và nó rất là mạnh về những cái dòng Lipo đốt mỡ này. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ ngắn với mọi người về cái loại thực phẩm bổ sung đốt mỡ này thôi. Và nếu mà có gì hay thì mình lại tiếp tục làm một cái clip mình chia sẻ với mọi người nha. Và xin chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào một cái clip tiếp theo nha. Bye bye.